vợ chồng con cái mà sáng sớm đã banh rần ở trong cái nhà này vậy đó à? Hả? Ủa con thở tà thở em muốn ba đá làm sao? Này riết giống cái sân vận động ghê vậy đó. Rồi mày đi đâu đó? Đi tắm nắng. Trời ơi, nó trắng ghê vậy, phải đi tắm nắng. Mà trời đang mưa có miếng nắng nào đâu lên tắm. Con, còn nếu con đứng gần thì anh đá nhẹ thôi. Chứ đá mạnh có trúng con đau tội nghiệp. Trời, bác gì mà kỳ cục à. Nó đi hôn nhân. Đó, mà hợp đồng đi. Mà thấy không, sanh một cặp đầu tiên. Sanh một cặp đầu tiên, hai con chèm chép. Xong ngưng một thời gian dài, thiệt là dài 6 năm, 7 năm mới cấn bầu tiếp. Cấn bầu tiếp bây giờ hy vọng á. Thôi được rồi, cảm ơn chồng nhiều lắm nha. Nhưng mà cơm hôm qua mình không được ăn nữa. Để tới ngày hôm nay là nó bị thiêu rồi. Ăn mà đau bụng, đau không biết hơn. Khá, mà nó đánh đi. Đánh đi, con trai mà không vậy cái chứ. Đó, còn bây giờ nè, nó hợp đồng mà nó làm không đúng thì buộc lòng nó phải hủy hợp đồng thôi, chứ có cái gì đâu mà cha con mấy người làm lần lần vậy. Má ơi, đừng có cho Hồng về quê, đừng có cho vợ con về.